Tức là khi mình tính phí tính giá thành xong nhá, là chỉ có mỗi cái này là mình đang nghi ngờ đúng không? Đang nghi ngờ tức là nó chưa hợp lý lắm về cái mặt doanh thu với giá vốn này. Thì bây giờ chị sẽ tìm hiểu bằng cách là xem nó nguyên nhân tại sao nó lại không phản ánh doanh thu ở đây. Bản chất ở đây là em đóng mới một cái salon đúng không? Dạ. Em đóng để em cho thuê đúng không? Mình đóng lên để mình tự làm công việc của công ty á. Rồi. Đi làm hoặc là cho thuê hoặc là đi làm. Nhưng mà chưa cho thuê đâu. Mình làm không à. Thế chị sẽ tìm kiếm tài sản salon đóng mới đúng không? Thì chị sẽ vào phần tìm kiếm đây. Chị sẽ cập nhật này. Thêm này. Thêm cái này chị cũng dạy em rồi đúng không? Dạ. À, tức là mình đang trong đầu của mình đang hình thành nên là mình muốn tìm cái nội dung gì đó. Đúng hiểu không? Thì mình sẽ tìm đến cái mã công trình đó đóng mới nhỉ, xà lan đóng mới. Em tìm đến cho chị cái mã công trình xà lan đóng mới đi. Không, nó là tài sản. Tài sản là tài sản nhà tầng đây rồi, cập nhật đó, tìm kiếm để chị xem là có những cái gì phát sinh liên quan đến cái mã này không. Mà khi phân bổ trên doanh thu, lúc ở công trình đấy chị hướng dẫn cho em là phân bổ theo doanh thu đúng không? Phân bổ theo doanh thu mà nó vẫn lên chi phí cho cái việc là phân bổ theo doanh thu đó, chứng tỏ là em có liên quan đến vấn đề bán hàng, chắc chắn luôn. Là sao chị? Tức là em sẽ có liên quan đến doanh thu của việc xuất bán cái mã đó. Bởi vì là chị ở đây 33. Chị xem cái đối ứng nhé. Đối ứng là những tài khoản không có 511. Thế thì ở đây này chị thử vào thi công vào công trình nhá, em sợ phân bổ vào bên đấy hết. Đây là em, tức là cái đây là cái đóng mới của em đúng không? Cái đóng mới của em thì em không thể điều khoản nổi 154 để lên giá thành của cái salon, hiểu không? Không thể đó, mà em phải đưa qua tài khoản 241 là xây dựng cơ bản dở dang ấy, em hiểu không? Tức là cái này không phần về tính giá thành của nó, mà mình sẽ thông qua cái việc mình xây dựng tạo nên cái hình thành nên cái tài sản cố định nhá. Cho nên ở đây em sửa lại cho chị là bỏ ghi sửa đây là sửa lại cái salon này là có hết bản vẽ dự toán các kiểu đúng không, có hồ sơ liên quan việc đóng salon không? Có rồi nhưng mà chưa có cả vẹt gì hết ạ. Tức là đóng lên rồi nhưng mà chỉ có điều là mình chưa chạy thôi đúng không? Chạy rồi nhưng mà chưa đóng thuế. À. Thế để lên cà vẹt để mình lấy cà vẹt đấy. Rồi, thế thì bây giờ em cho vào 241 ở đây cho chị đi, không phải 154 đâu. Tức bây giờ em sẽ sửa lại hết cho chị những cái gì liên quan đến đình khoản 154 ấy, của cái salon này đóng mới này này, để hình thành lên tài sản cố định thì em sẽ đẩy về chị là 241 nhá. Hiểu không? Rồi. Bây giờ em có phần thống kê này để em dò này nhá. Đây là dòng thứ 245 đúng không? Rồi sang phần hàng tiền. Ừ đấy, rồi đây sửa lại là 241, không phải mua sắm tài sản cố định đâu mà xây dựng cơ bản dở dang cơ. 2412 nhá. 412 hiểu chưa? Rồi. Trong cái vấn đề là mình thấy sai cái điều gì đúng không? Chị vừa hướng dẫn lại quy trình tính giá thành của bên công ty em là có 4 mạng về tính giá thành của công trình, thì vừa mới lập 4 kỳ tính giá thành trong một năm xong. Khi mà mình tính cái quy trình tính giá thành đầy đủ của mình xong ấy nhá, thì sao mình phát hiện ra là nó đang có vấn đề sai nhá. Chị đang thống kê lại đấy, sai. Nó sai là bởi vì sao? Bởi vì là nó chị lại không thấy doanh thu đúng không? Xong rồi em ấy thống kê lại ở đây là cái khoản đóng mới của em, thì chị lại tìm nguyên nhân tại sao nó lại lên giá vốn mà nó không có doanh thu bằng cách là phân hệ vào phân hệ tìm kiếm. Em hình dung ra chưa? Thế là tìm kiếm này thì chị chỉ cần tìm kiếm ngày tháng và cái mã mà chị cần đang nghi ngờ nó sai. Tức là chị tìm công trình và giá trị là salon đóng mới này. Thì tất cả những nghiệp vụ gì liên quan đến quá trình em hạch toán cho vào cái salon, giá trị của nó là 1.091.000 đây này, đúng không? Bao gồm vật tư, nhân công thì em sẽ sửa lại 154, nợ 154 có đối ứng của 152, 331, 111 và 334. Chuyển hết thành 2412 là về xây dựng cơ bản dở dang. Em hiểu không? Chứ thực chất lại nếu như em sản xuất các cái salon này để em bán cơ, bán một lần cơ nhá, thì em cho vào 154 mới đúng. Nhưng mà em phải nhập kho sau đó bán để tính giá vốn.
Nhưng mà em sản xuất ra xà lan để cho thuê với mục đích lâu dài, tức là hình thành nên cái tài sản cố định thì em phải đưa vào tài khoản 2412. 2412. Rồi nhá, em hiểu được mục đích của chị rồi đúng không? Rồi bây giờ sửa đi. Vậy là mình sửa lại cái này, rồi mình là phải làm lại ra vốn có thứ hả? Đúng, chính xác rồi đấy. Khi mà mình sửa lại thì mình lại xóa hết thì tính giá thành cũ mình đang làm sai, bởi vì nó thừa mất một cái công trình là xà lan mới, đúng không? Vì bản chất là 241 thì không liên quan gì đến giá thành rồi. Hiểu ý chị chưa? Rồi. Để em phân bổ nốt cái kia nó, em chưa phân bổ hết kho cơ. Phân bổ hết kho là một. Thế thì em sẽ sửa lại cho chị cả cái phần kho này. Nhưng mà trước mắt em sẽ sửa cái này về 2412 đi cái đã. Rồi ý của chị là em vẫn phải tính ra giá thành, kết chuyển nghiệm thu, xem lại bảng cân đối số phát sinh nó đã cân chưa, nó có lãi lỗ ra sao, thì từ đó mình mới có định hướng để mình xử lý tiếp các cái chi phí đầu vào, em hiểu không? Nhá. Xử lý đầu vào, ok.